Rồi, chào anh em. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cái máy bánh game của Ozito SNG2050. Cái máy này là vừa bánh đinh game và vừa bánh đinh chỉ, và nó rất là gọn nhẹ, và cái giá thành của nó là 600.000. Thì anh em nào thường xuyên làm cái khung tranh đó, thì sử dụng ok, hoặc làm thảm rồi đó thì mình sẽ sử dụng. À, thay vì bấm tay thì rất là mệt mỏi mỗi tay, thì mình sẽ sử dụng cái máy này thì nó sẽ trợ lực cho mình rất là thoải mái, và cái giá của nó cũng tạm chấp nhận được lý do là rất rẻ. Rồi cái đinh phổ thông đó, thì đinh chỉ thì anh em cũng đã biết rồi đó. Rồi thì em sẽ cua hàng này là từ Úc về nha anh em, ra an tâm về chất lượng đó. Thì cái đinh thì mình bỏ vô như thế này rất là gọn nhẹ. Nếu mà có đinh y á, đinh mà đinh ép á, thì mình bỏ bên cạnh này, nó có cái rãnh này, mình bỏ phía này kia mình đậy lại thì nó xong, thì nó cũng vẫn là bán đinh được đinh chỉ đó. Thì chỉ có khởi động lên và nó cũng rất là êm, thì mình bán thử gỗ nha. Chưa đó, rất là ok. Thì anh em thì cũng làm, mình sẽ bán nhanh cho anh em. Tại vì đó, do tay mình xuống không có đều đó, nếu mà anh em nào mà chuyên thợ chuyên nghiệp á thì nó sẽ nhanh hơn. Tay của anh của em thì dân bán máy, thành ra nó cũng không có đều, không có đều bằng cho mấy anh em mà chuyên đó. Rồi thì con này là như thế này thì 600.000. anh em nào cần thì alo cho mình. Rồi tới một cái em nữa là em bán đinh ép. Thay vì anh em đi ra công trường mà cứ cầm cái máy bơm hơi rồi đi ở làm công trường thì cái này sử dụng tạm. Giá của em này là 1.400.000 ha. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ mình đó. Còn đó, nó có đinh sẵn nó có điều chỉnh tốc độ ở phía sau nha. Rồi bỏ đinh vô này nha. Em sẽ bỏ cái đinh dài hơn chút xíu, em chỉ có đinh như thế này thôi, em tìm cái đinh dài hơn chút xíu để cho nó lòi qua. Ây, còn thêm chút xíu rồi nha anh em. Đinh nó là từ 3 phân, từ 15 đến 3 phân. Bắn nhanh cho anh em xem. Rồi, đây nó sẽ xuyên qua nha. Thấy chưa anh em? Thấy chưa? Rồi, ok. Thì cái máy bắn đinh này rất là tiện lợi, nhẹ của hãng Ozito. Thì chỉ có 1.400.000, thì anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 180. Cảm ơn anh em rất nhiều.